It is a huge honor for me and my colleagues to see so many friends from around the world join together for one vision, the vision of defining and finding what the answers are to the future of learning. Tổ chức giáo dục Embassy Education trân trọng giới thiệu Hội nghị thường niên về tương lai của giáo dục. Symphony of the Mind. Tôi hình dung rằng bộ óc cũng giống như một nhạc cụ có nhiều cây đàn. Khi được kích thích sẽ phát ra âm thanh, và đấy có phải là bản hòa ca của trí tuệ chăng? Với chủ đề sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ, nhằm cổ vũ và lan tỏa giáo dục sáng tạo tại Việt Nam. Sáng tạo là cái việc mà nhìn những cái gì mà người khác nhìn thấy, nhưng mà nghĩ những cái gì mà người khác chưa từng nghĩ đến. Chương trình có sự góp mặt của các bậc thức giả, chuyên gia hàng đầu về khoa học cả trong và ngoài nước, giáo sư Howard Gardner, giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Trần Thanh Vân, cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, nghệ thuật đến kinh doanh. Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, nhà giáo dục Thanh Bùi, nhà giáo dục Hùng Võ, doanh nhân Kristy Lê. Khối óc chất xám và cái khát vọng và là vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam và của người Việt Nam nói chung thì không thiếu. I believe that our job as educators is to give our Vietnamese children its roots, its culture, but allow them to think globally and to be unafraid of doing the impossible. Đúng ra sáng tạo phải là bản chất và trung tâm của giáo dục, vì vốn giáo dục là phải khác biệt và cá biệt hóa dành cho mỗi đứa trẻ. There must be something about Vietnam that nobody has touched. Xen kẽ những bài phát biểu chứa đựng tinh hoa tư tưởng mới mẻ từ các diễn giả là những phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ các tài năng trẻ xuất chúng ở đa lĩnh vực. Kỳ Giao, sinh viên Đại học Princeton, ngành khoa học máy tính. Hoàng Anh, sinh viên Đại học Fulbright, Việt Nam, ngành nghiên cứu mỹ thuật và truyền thông, khoa học tổng hợp. Minh Quân, sinh viên Đại học California, Berkeley, ngành kỹ thuật hóa học. Vĩ Phan, sinh viên Đại học Columbia, ngành kinh tế, triết học và lịch sử nghệ thuật. Với sự tham gia của ban cố vấn, tiến sĩ nghệ sĩ quốc tế Alexander Tú, đạo diễn, nhà giáo dục Cathy Uyên, nhà giáo dục Tony Diệp. Chương trình gồm 2 tập phát sóng lúc 20 giờ đến 21 giờ vào 2 đêm 8 và 9 tháng 10 năm 2021 với các nội dung: sáng tạo thúc đẩy hiệu quả học tập trên nhiều bình diện, sáng tạo nuôi dưỡng tích cực trí thông minh cảm xúc, sáng tạo là trọng tâm của kỷ nguyên kinh tế mới, sáng tạo là bản hòa ca của trí tuệ. Cùng đăng ký tham dự chương trình và lắng nghe những gợi mở về triết lý giáo dục trong kỷ nguyên mới. Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ.